Rủ đi quay video cái ngồi đó lướt điện thoại. Ủa, lướt TikTok. Quay đâu à? Cắt đi. Giờ. Cắt rồi. Hello, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Những người quay, những người xem video quen và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sido. Game mình. Cùng lúc với game chứ. Ôi sao cái tiếng game nó lớn vậy mọi người. Ok, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một con map mới ở trong Mini World có tên là... Đó, bạn biết. Bà cũng đâu biết đâu. Tôi cũng quên mất tiêu rồi. Máu này không biết tên rồi nè. Ok, trước khi vào game thì lưu ý game có những từ ngữ hơi bạo lực và máu me. Game dành cho những người đủ nhận thức để nhận thức đây là game và nó không có thật ngoài đời. Ok, đây là game thì mười không có thật em ngoài đời nha. Em không đủ nhận thức, giờ em đi anh quay mình đi. Không. Em lớn rồi, đừng có như vậy. Lớn rồi, mình không có như vậy. Đây chỉ là một con game làm ra mục đích giải trí, tìm kiếm sự sợ hãi, không cổ xí cho những điều đi ngược lại với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, ní nha. Rồi, coi nào. Bấm vào khung chat để qua những cuộc hội thoại mới. Rồi, mà like. Ủa, sao tối thui vậy ta, hay màn hình của mình nó tối vậy? Alo, mày đi đâu rồi, cái thằng mà à, hình như là cái màn hình của mình tối thì phải. Ủa gì đây? Alo, mày đi đâu rồi cái thằng? Ê, làm má mà để từ ngữ nó lịch sự chứ được không gòn. Biết là cảnh báo rồi, nhưng mà làm mấy cái má mà để mấy cái từ này là rất là đặc cầu. À không, rất là không ok, không? Ừ chứ. Tao đang ở trên đường, cái chỗ sửa xe này cu. Nãy mày lái xe kiểu gì mà tao té kêu lại thì không nghe. Hả? Ủa sao giống tôi với bạn vậy? Ủa, có à, ai biết mà mày thuê cái xe dởm vải ra. Đi chút là chết máy, tới đây chết máy rồi. Thôi thì mày đến đi bộ lên miếng đi. Long thấy có cái khách sạn ở đây nè. Ở đây có quán ăn nè. Để ta... Rồi cúp máy luôn. Alo. Long ơi, mày bị cái gì vậy? Long. Ồ, cúp máy luôn. Thật sự luôn á. Mình có thể dùng những cái từ khác để nó có thể lịch sự hơn mà. Nhưng mà... Long. Rồi bây giờ là mình sẽ đi tới và mình đi tới hướng này đúng không? Không, đi lùi. Ồ, cái này mình thề để góc nhìn số 1 nè. Ồ, để góc nhìn số 1 chơi cho nó sợ sợ anh em à. Cho bà dịch nó sợ chơi. Dịch ha. Dịch ha. À, đấy thôi. Anh em lấy gì chưa? Một chị áo đỏ không thể di chuyển rồi. Ôi vãi, ai lại đi? Ai đi đi lại lại vào giờ này? Chị ơi, bà bị điếc hả ta? Chị gì đó ơi. Gật đêm à. À, gọt đem mịch à, tức là tiếng Anh nhưng mà không biết ghi nên là ghi gạt đem à. Gọt đem mịch. Nói chung là, ôi chúa ơi. Gạt đem. Đúng rồi. Ok, ở đây có một cái khách sạn nè mọi người. Ồ, có vẻ như thằng bạn của mình hồi nãy nó đầu khách sạn này. Ủa, có một con quỷ ở đây đúng không? Cái đầu có lương phải không? Đây là Ngương Ma Dương. Ngương Ma Du. Hello. Lô đi. Ăn gì không em? Quán mình có cái gì không anh? Bạn cần thẻ thang máy để sử dụng dịch vụ này. Ủa? Cần ăn máy hay gì là phải đi vô đây hả? Ai nhau xe ô? Ô, vô nè. Ủa, khách sạn. Ở khách sạn này sao giống cái nhà trọ hôm bữa ta? Không có gì để ăn hết. Alo đi, có căn phòng không đi? Chào bạn, mình hơi giúp được gì cho bạn? Cho em thuê căn phòng. Bên mình có cháo dinh dưỡng không ạ? Ủa, mày hỏi cháo dinh dưỡng đi. Hỏi cháo dinh dưỡng. À, phòng bạn là 2A nha. Vâng. Còn đây là chìa khóa và thẻ ăn máy của bạn nhé. Đừng mở cửa lung tung. Vâng. Rồi, cầm thẻ ăn máy ra ngoài đi ăn. Bị đi ăn. Cảnh báo rồi. Nhưng mà đi ăn cái dinh dưỡng ngay đang bị. Thôi ra không được, nó không cho ra. Gì vậy? Phòng của mình là phòng 2A nhớ nha. Thế là mình phải lên tầng 2. Cái này tầng 1. Phòng 2A. Ủa, thực thường là mấy khách sạn người ta sẽ là 1A, 2A, 3A, 4A chứ tại sao? Sao mà tầng đó là cái số sẽ theo tầng chứ? Tại sao cái số đi lại theo ấy ta? Phòng mình phòng 2A nè, nhóm CEO. Ôi, một cái phòng rất là bình thường, không có ma quỷ gì hết mọi người ơi. À, ngồi lên bàn. Ok. Tại sao anh nằm lên giường mà anh ngồi lên bàn? Nằm lên giường hả? Bé ơi, ngủ đi. Rồi, bé ngủ cái bé vô giấc mơ luôn rồi nè. Gì đây? Không phải di chuyển. Đói quá, không ngủ được. Bà hãy để cái mặt của bà dư một chỗ không? Bà đừng có núp ở sau lưng tôi nữa. Đói quá, không ngủ được. Chắc tao phải ra mua đồ ăn. Ủa, mà tao đang ở đâu đây? Để tôi tăng sáng màn hình chỗ này lên để cho bà dịch bà dễ nhìn nha mọi người. Tại bà nhìn thẳng vô cam cho cái mặt bà vô trì xíu. Mặt ông nữ vô trì hả vậy? Không, cái mặt này chưa đổ vô trì. Trời ơi, cái mặt bà xấu ghê vậy. Rồi, đó.
Ok, bây giờ tôi sẽ nhìn vào màn hình game, còn bà Dịch sẽ nhìn vào màn hình cam nha mọi người. Nó cũng có màn hình game. Ui, gì rung vậy? What happened? Chạy. Ô, tỉnh rồi. Ôi vãi là mơ à. Ôi, mơ này là thấy có điềm lắm đó nha. Ê, sao giống cái game bữa quá ha? Không giống đâu, khác á. Bây giờ mình đi xuống dưới nè. Cái game bữa cũng có chị đó đó, nên là thôi. Không, hôm bữa là ông kia. Ừ, em con chó là một ông kia mà đâu phải chị đâu. Ở đây nè. Đi ăn. Vô xô, đi ăn thôi. Ăn gì không em, quán mình có gì không anh? Quán còn mỗi bún bò thôi em ơi. Hãy cho em một tô bún bò, ngồi xuống đó ăn đi em. Vâng. Sao có một tô vậy, phải hai tô chứ. Hả? Ôi rồi ăn sao? Ôi rồi sao nữa đi. Bún bò nè. Sao mà ăn? Bún bò. Món bún bò của anh làm bằng gì mà vị nó lạ hơn so với bên khác vậy? Công thức gia truyền nhà anh đấy em ạ. Tin Dũng không anh? Dũng em nhé. Dạo gần đây có mấy dịch vụ có mấy vụ mất tích tại xã X, huyện Y, tỉnh Z. Điểm chung của những nạn nhân là những vụ mất tích là những người đi về sau khi học. Những người dân trong khu vực trên vui lòng ở yên trong nhà, chỉ cần đi khi đau quá à. Anh cầm chân. Chỉ cần đi khi cần thiết nhất hoặc di cư sang khu khác để sống tạm thời một thời gian. Đây là ông ăn thịt người. Ghê hả? Sau khi biết một lý do mất tích, một phần báo lại cho người dân để người dân có thể sống bình thường. Xin cảm ơn mình đã lắng nghe. Ôi vãi nghe đây luôn nè. Thôi em ăn xong rồi em về nha anh. Anh cũng lo về đi. Coi chừng là nạn nhân của vụ mất tích thì mệt lắm. Ok em. Tôi đi về. Nghe ghê quá. Mình sẽ là nạn nhân của vụ mất tích này. Sao bà vui vậy? Sao bà là nạn nhân mà bà vui vậy? Lại. Ok, bây giờ mình sẽ đi thang máy lên trên. Tóc. Tai lóc tóc. Tài lọc quá lớn. À, tài lọc quá lớn. Anh thua nên anh chịu. Ngục tù tối tâm giam giữ tuổi thanh xuân. Ủa sao giống bài nhạc quá vậy? Ôi, có điện thoại. Alo, con ơi. Cô là mẹ Lâm, thằng Lâm nó có đó không con? Ủa, con tưởng Lâm nó về rồi chứ. Đâu có đâu con, giờ cô lo quá. Hay là bữa cô la nó nên giờ nó đi luôn rồi. Ừ, cô thử báo công an xem. Chắc nó té vào quán bia hơi nào đó rồi ngủ ở đó luôn thôi. Chứ nó không có mất dậy tới bữa đó đâu cô. Cô cũng mong là vậy. Vậy thôi, con tìm giùm cô thằng Lâm xem có quán dưới không nha. Dạ, cô yên tâm. Cái thằng Lâm lất cất này, nó đi đâu mà để mẹ nó lo cái này. Mày phải đi xuống dưới nè hả? À, đi xuống dưới đâu được. Anh phải vô phòng chứ. Phải vô phòng trước hả? Ừ. Hay Duy từng nói vô từng phòng giống như hôm bữa nha. Vô phòng ngủ. Tiêu. Cái gì nữa vậy, mơ nữa rồi. Thằng này yếu không dí mọi người, nó mơ hoài luôn á. Ủa cái gì, bạn cần chìa khóa đi ra ngoài là sao? Mở mấy cửa này được không? Không được. Ô, bạn cần chìa khóa đi ra ngoài. Là kiếm chìa khóa ở đâu ta? Hình như kiếm chìa khóa trong phòng mình đúng không? Ô đây nè, ui nhanh thế. Nhanh thế. Kiếm được cái chìa khóa luôn rồi mọi người ạ. À, bây giờ mình sẽ đi vô đây. Đó, đi xuống dưới. Cô Lễ Tân vẫn đang ở đây. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài mình kiếm anh Long mọi người ạ. Anh đừng kiếm anh Long. Phải kiếm anh Long. Game nó không... Ủa gì đây, bạn phải trả phòng ngủ trước khi đi ra. Ồ. Đã bị đuổi ra khỏi phòng á hả? Ôi là ngủ có một đêm. Ủa sao có ai trong kia? Ha? Ủa? Em bé hả? Khách sạn mình như có ma phải không? À, thì ra là bạn cũng gặp là chuyện là như thế nào? Chuyện là mấy năm về trước có một người phụ nữ mang một chiếc đầm màu đỏ tới đây để thuê phòng qua đêm. À là con này nè, trời ơi. Rồi sao nữa, mọi chuyện sẽ bình thường nếu cô ta thuê phòng qua đêm rồi đi về. Nhưng không, cả một tuần mới quay trong phòng nên tôi đi lên phòng cô ấy. Và nhìn tình hình, rồi sao nữa. Khi tôi lên phòng thì thấy cô ấy đã là cô ấy đã tự kết thúc cuộc đời của mình bằng một cọng dây thừng. Rồi bác cảnh sát chưa? Khi tôi có cảnh sát điều tra và kết luận đây là một vụ. Và nói tôi phải gọi cho người nhà cô ấy đó để làm thủ tục trong cấp. Ồ. Khi tôi và gia đình cô ấy lên phòng thì tôi thấy cái của cô ấy đã biến mất. Thôi, đọc này ghê quá. Thôi trả phòng nè chị ơi. Anh không đọc sao anh biết cốt chuyện. Thôi trả phòng. Ủa chị ơi, còn cái chìa khóa. Chìa khóa mới ra ngoài được. Ủa phải cầm chìa khóa mới ra ngoài hả? Đúng rồi. Này chìa khóa phòng mà, lấy chìa khóa phòng tôi đi luôn hả? Sao ngoài đó vui vậy? Rồi, đi mời. Đi mời anh em ơi. Ồ, sáng chân rồi nè. Ý, anh nhớ xíu. Hả? Đi tới phía trước tiếp hả?
Ở phía trước là một cái gì đó nó tối thui, hình như là mình phải đi qua cái đoạn này mọi người ơi. Thằng Long hình như nó đang vòng vòng đây nè. Về nhà ơi, mình về nhà ơi. Gần đây có nhiều vụ mất tích bí ẩn nên cảnh sát đã tham gia điều tra và đã điều tra được thủ phạm của những vụ mất tích. Thủ phạm của những vụ mất tích là anh thanh niên làm việc bằng nghề bán thức ăn ở trước khách sạn Fit đẹp trai số 1 VN. Gọi luôn. Cảnh sát đã tìm thấy một cái xác bị phân hủy ra thành hai nửa ở sau quán ăn của hắn ta. Hiện chưa tìm được thông tin nguyên thể. Con ơi, con ra vườn nhặt cỏ dại đi con, giúp mẹ đi. Vâng, mommy. Ê, sao chó thằng Long quá ta? Có gì đâu, nó biến mất rồi. Chúc mừng bạn đã mở khóa bad ending. Ủa tại sao lại mở khóa bad ending? Nhanh lắm. Hai cái luôn mà bắt mà nhanh lắm. Ok, video này kết thúc nha mọi người ơi. Mẹ là cho lại mở khóa bắt Adin nha. Là chưa giải mát gì luôn mọi người. Không dễ vậy.